Tại vì có nhiều người nói là họ đi rất nhiều nơi, đi lên Hà Nội thì làm rất nhiều phương pháp mà cũng chẳng đỡ, mà lại còn tốn rất nhiều tiền. À. Nên là cũng lo lắng, nhưng mà sau khi tìm hiểu nhiều và được các bạn tư vấn ấy, thì là em là cũng quyết định là làm và thấy là giờ cũng ok rồi ạ. Xin chào tất cả quý khách hàng của Thẩm mỹ viện Sen. Hôm nay rất là vui vì gặp lại chị Hoài. Chị Hoài là một khách hàng đã điều trị nám chân sâu của Thẩm mỹ viện Sen rất là thành công rồi. Thì chị Hoài có thể chia sẻ cho khách hàng của Thẩm mỹ viện Sen biết là mình bị nám cách đây là lâu chưa? Em bị từ hồi còn thanh niên ạ. À, thành từ thanh niên. Con gái đấy ạ. Nhưng mà khi đến với Thẩm mỹ viện Sen là mình sau sinh à, hay là mình đã bị bao nhiêu lâu rồi mà cái tình trạng nám của mình khá là nặng? Vâng, em bị mấy năm liền nặng quá. À. Nên là em phải đi tìm hiểu xem là ở Nam Định đây là chỗ nào là chữa nám mà tốt nhất, à, mà hiệu quả nhất. Thì em được biết đến là Sen, Thẩm mỹ viện Sen là uy tín mà là tốt nhất, nên là em đã đến đây để trải nghiệm đấy ạ. À, thế còn trước khi mà mình đến Thẩm mỹ viện Sen điều trị thì mình đã điều trị các cái phương pháp khác chưa? Em thì em có dùng mỹ phẩm, với lại em có từng đi phi kim một lần nhưng mà nó cũng không đỡ được. À. Và lên nhiều hơn nữa, nên là bây giờ là quyết định là đến đây và thấy là đã quyết định đúng rồi ạ. Đúng rồi, vì nếu như mà bây giờ mình lên mạng tìm hiểu thì chân nám chân sâu hay gọi là nám chân đinh, thì cái về bản chất là cái chân nám nó rất là sâu ở phía dưới, nếu mà mình năn kim hay bôi kem thì nó chỉ có tác động ở bên ngoài thôi. Đấy, nó chỉ mờ đi lúc đấy thôi, còn nếu mà mình không chăm sóc kỹ nó còn bị tăng sắc tố và nó còn bị đậm lên rất là nhiều. Đấy, thì khi mà em đến Thẩm mỹ viện Sen điều trị thì em có lo lắng điều gì không? Lo lắng nó không hết, không đỡ hay không khỏi gì không? Vâng, em cũng có lo lắng là tại vì có nhiều người nói là họ đi rất nhiều nơi, đi lên Hà Nội thì làm rất nhiều phương pháp mà cũng chẳng đỡ, mà lại còn tốn rất nhiều tiền. À. Nên là cũng lo lắng, nhưng mà sau khi tìm hiểu nhiều và được các bạn tư vấn ấy, thì là em là cũng quyết định là làm và thấy là giờ cũng ok rồi ạ. Thì trong cái quá trình làm ấy thì em có bị đau rát bỏng đỏ gì không? Dạ không, đây em vừa làm xong rồi cũng bình thường ạ. Không ai biết là vấn đề là không tốn kém thời gian lắm. Ừ. Chỉ có một chút thời gian để đi đến đây là đã xong rồi. Ừ. Trong cái thời gian điều trị thì em có phải dùng đến kem bôi hoặc là dưỡng da cầu kỳ quá không? Không, em chỉ như các bạn tư vấn là chỉ chủ yếu là dưỡng ẩm thật tốt và là chống nắng thật tốt ạ. Đúng rồi. Phù hợp với loại da của mình thế là được ạ. Ừ. Ừ, bên chị thì có rất là nhiều khách hàng rồi, kể cả sinh thêm cháu thì cái nám của em cũng không lên. Vâng. Tại vì về bản chất ấy thì khi mình điều trị tận gốc rồi, mình nhổ cỏ tận gốc rồi thì cái khả năng tái đi tái lại rất là thấp. Vâng. Ừ. Còn cái liệu trình nám thì bên chị sẽ bảo hành 15 năm. Vâng. Nên là kể cả nó nên đi nên lại hoặc là có vấn đề gì bên chị vẫn bảo hành. Vâng. Và không mất bất kỳ chi phí nào. Vâng. Và em cũng thấy cái liệu trình này nó như thế nên là em cũng tin tưởng là nói chung là yên tâm hơn, đúng không? Yên tâm. Còn chị em nào chưa tin đây là sự thật thì hãy đến ngay Thẩm mỹ viện Sen để được thăm khám soi da và được tư vấn bởi các chuyên gia, và chúng ta có thể gặp trực tiếp những khách hàng đang điều trị tại đây để nghe những khách hàng chia sẻ về cái phương pháp điều trị nám tại đây, và để chúng ta có một cái niềm tin hơn và giúp chị em mình có một cái phương pháp điều trị tốt nhất cho tình trạng nám chân sâu nhé. Và đừng quên là Thẩm mỹ viện Sen hiện tại đang có rất là nhiều ưu đãi và rất là nhiều quà tặng dành cho chị em đăng ký ngay liệu trình trong cái tháng này. Và hãy nhanh tay inbox Thẩm mỹ viện Sen để nhận được những cái quà tặng và những cái giá vô cùng hấp dẫn nhé.